Anh sinh năm mấy? Sinh 1972. Anh hiện nay ở đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương hả? Quê gốc là đâu? Bạc Liêu phải không? Anh đang sinh sống ở Bình Dương phải không? Bây giờ anh cầm trên tay tấm hình lại đây. Con gái. Con gái họ tên gì? Lê Thị Nhi. Sinh ngày mấy năm mấy năm mấy? 2008. Con gái bỏ giờ đi lâu chưa? Bữa thứ ba tuần trước. Thứ ba tuần trước ở nhà có ra đầy mà bé đủ giờ đi. Không ra đầy, anh đi làm không có nhà, nhà đi. Vâng, rồi bé có thường chơi cầm điện thoại lên mạng, chơi TikTok, Facebook gì không? Có không? Rồi thấy bé có bạn trai thì kêu, có em bạn trai thì kêu. Không biết vụ đó. Không biết đi, hả? Đi làm anh không có nhà. Bé còn học không? Không, nghỉ học lâu rồi. Nó học lên nó mấy nó nghỉ lớp 5 nên bây giờ con nói chung mình lo làm, mình không có dẫn con vào con cái nó lên ra mạng á, một là quen bạn trai, hai là xin việc làm trên mạng. Theo trên mạng thì bọn tội phạm mua người nó đưa vô cà phê ôm, massage ôm ha, hoặc là bà bán qua Campuchia đó, nên bắt làm sao mẹ tôi dẫn bảo riết là bên cha mẹ con cái mình mới lớn, mình phải theo dõi nó, mình phải nói chuyện thường xuyên nó, mình phải phiên nó cái gì trên mạng xã hội là lừa đảo không à. Nó mơ việc gì lương cao, cứ nói là làm tháng 2-3 ngàn đô, ngày 2 triệu rồi này kia, tết tắt này kia đó, nên mọi người đều phải chia sẻ mạnh lên để cho con em mình nó không có dính bẫy bọn tội phạm của người trên mạng xã hội. Bà con phải lợi chia sẻ mạnh lên mọi người. Con anh bỏ đi đến giờ phút này là mấy ngày rồi anh? 8-9 ngày à? Con anh trước khi đi là có báo tin cho gia đình là con anh sẽ đi đâu không? Không. Từ trước giờ là con anh đã đi bỏ nhà đi bao giờ chưa? Chưa. Có bạn trai hoặc có thanh niên nào tới nhà mình chơi không anh? Không. Không luôn. Vậy là con anh mất tích là mất tích tại đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương ở địa phương ở đâu? Cụ thể. Ở Bình Dương 22. Bình Dương. Khoảng mấy giờ anh? 9 giờ. 9 giờ sáng. 9 giờ tối. Tối là 21 giờ chứ không phải 9 giờ. 21 giờ. Đúng không? 21 giờ đêm. Trước khi địa đó thì con anh có ai gọi điện đến nhà gia đình mình thấy không? Không. Không luôn. Rồi chị ngồi đi. Chị ngồi đi. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Ngồi đó đi. Chị giang sáu, giang sáu. Đứng, chị đứng nói được, đứng ngay sau anh nói. Rồi mời chị ngồi xuống chút nữa. Rồi. Có lấy ghế nhờ, lúc một cho nó ngồi. Cái ghế một kìa. Rồi. Cho mọi người thấy rồi chia sẻ. Rồi xin phép chị họ tên là gì? Lê Hồng Vân ha. Chị Vân nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi ha. Rồi, hôm nay chị đi cùng với người thân mình về tìm cháu đúng không? Em trai chị. Em ruột ha. Rồi. Dạ. Yeah. Covid năm 21 ha. Yeah. Vậy là chị cho hỏi là hiện nay bé theo như gia đình mình chia sẻ và đặc biệt là ở với chị đúng không? Thì chị biết được là tính tình bé của nó thay đổi gì không? Nó đi đâu chứ, nó sợ, nó đi đâu chứ, có điện thoại thì nó có chơi, nó không có gì hết.
Nó không đi đâu bây giờ. Chưa, không có chỗ nó đi đâu nó, dạ, nó con muốn chạy quay về đây cho cha nó đi mặn. Dạ, lần này đi lần đầu tiên đúng không? Dạ. Có thể là cháu của chị ở nhà có thể là gò bó, nghe bạn bè rủ rỗ trên mạng là đi kiếm những công việc có thể là dễ hơn đó, mà kiếm được tiền nhiều. Vì vậy nên cháu của chị có thể là xin việc trên Facebook đó, thì người ta đưa, người ta dẫn dẫn và thậm chí có xe chở tận cổng luôn. Nó chở vô, nó dụ mình, nó bán cho các trung tâm môi giới việc làm ở trên mạng. Và những trung tâm nó có thể là tuyển mình đến đâu đó, ví dụ cà phê, rót bia, bấm bài hát, cà phòng nó rất nhiều. Vô đó là chúng sẽ nhốt và chúng sẽ bắt mình phải viết giấy và có thể là phải quay phim. Mục đích chính là chúng ép mình để làm bằng chứng để mình mượn tiền. Sau đó chúng sẽ khống chế mình bằng hình thức là tiếp khách. Đó, bằng nhiều hình thức và là vô cùng dã man. Anh em hiệp sĩ Bình Dương giải cứu rất nhiều thiếu nữ như này, nhưng mà đến giờ phút này phải nói là còn rất nhiều, nhiều vô kể chưa giải quyết được. Mới đây thì ngày hôm qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã cứu một cô gái phải nói rất đẹp đó, như người mẫu luôn, mới hơn 17 tuổi đó, quê ở miền Tây nhưng mà sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em gái này bị dụ dỗ vào tại Bình Dương này, chúng bán mua đi bán lại. Anh em ngày hôm qua đã giải cứu được, chiều hôm qua thành công rồi. Bé gái là chuẩn bị nó đưa đi xa luôn. Đó, rất xinh gái. Những thiếu nữ như vậy trẻ tuổi này có thể là chúng bán những cái số tiền rất lớn. Đó, thì có thể là cháu chị cũng dính vào một trong những đường dây như vậy. Nhỏ xíu à. Nhỏ thì nó cho làm việc nhẹ. Đó. Nói chung là cách nào chúng nó cũng bắt kiếm tiền hết. Để cho các ông chủ để kiếm tiền. Mới đây anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng giải cứu mà giúp một trường hợp đại, một gia đình có là 3 thành viên liên tục, 3 đứa bạn cùng chơi với nhau là bị chúng dụ và chúng bán vào trung tâm massage ở tại Bình Dương, Thuận An. Anh em vào cướp sẵn luôn được 3 bé. Đến giờ phút này cướp xong là được 3 bé về đây, là anh em phỏng vấn là nhờ cơ quan công an là giải quyết là vào vụ việc, hiện nay là truy tố rồi. Trong đó giải cứu được mấy chục bé nữa. Đó. Hiện nay chúng ta mua bán người phải nói là một cách tràn lan như thế này, đa số là dụ dỗ nhiều bé có thể thiếu kiến thức. Vậy là từ hôm cháu của chị đi ấy, đến giờ phút này là cháu chị có báo tin hoặc có ai gọi điện gia đình không? Không ai luôn à? Theo chị ấy, là chị thấy tính tình của bé vài ngày gần đi ấy, là nó có cái gì bất chợt bất thường không? Rồi anh em sẽ tìm cách để giúp con chị, cháu chị nhé. Dạ. Dạ, anh trai có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là con gái của anh xem được không? Rất nghe lòng ha. Bởi vì hiện nay thì vợ thì mất rồi, không may Covid đã mất rồi về hai cha con. Đó, đùm bọc với nhau, và con gái thì mất tích. Cha thì nghẹn ngào, không nói lên lời. Nói chung không ai mong muốn là con mình lui đến giờ phút này, đúng không ạ? Bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức đến giờ phút này mà con bỏ đi hoặc con bị mất tích. Đó. Rồi anh em đây sẽ cố gắng nhé. Dạ. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai biết được tất cả thông tin hình dạng nêu trên thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Tài Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên để giúp các bé quay trở về nhanh nhất có thể, bởi nếu không các bé sẽ bị lợi dụng. Đó, mới đây anh em hiệp sĩ Bình Dương đã giúp một trường hợp, một bé nữa cũng tại miền Tây, phải nói rất đẹp, hơn 17 tuổi luôn, cách đây 2 tháng về trước là bị chúng dụ và chúng bán vào, nhốt vào trong một trung tâm rất cao tầng, nhà mấy chục lầu luôn, là phòng 911. Anh em dụ và lừa và cướp được, chạy vào ban đêm để giải cứu được về đây là đã phỏng vấn, và chính bé đó đã phải buộc lòng ký giấy 30 triệu và đã ký một cái chiếc giấy để gọi là một cái hồ sơ để bán thứ giá quý giá nhất của mình là 90 triệu, và sau đó là chúng bày mưu gọi là bán xong là chúng bán cái bé là 700 triệu. Đó là chuyện bán ra nước ngoài.
thì anh em đã cướp được về, giải cứu về rồi đó. Còn nhiều bé khác hiện nay không giải cứu được, không giải cứu được về, không có thân nhân, không có gia đình cầu cứu, và đặc biệt là rất nhiều cơ quan chức năng phải vào cuộc thì anh em mới giúp được. Chứ về thông tin thì các bé đi một ngày rất nhiều, chúng đăng tin rất mạnh đúng không, nhưng mà đưa về thì không được bao nhiêu, bởi vì sức người có hạn thôi. Hy vọng là tất cả các bậc phụ huynh hãy chăm sóc và hãy bảo vệ, phải tư vấn cho các con em chúng ta tránh tình trạng bị lừa bị dụ. Đến giờ phút này về đây cầu cứu báo tin anh em giúp phải nói rất khó, không có dễ đâu nhá. Anh em sẽ cố gắng hết sức chị nhé. Rồi chào chị, chào gia đình nhé. Chị sinh năm mấy? Sinh năm 83. 83 phải không? Dạ. Chị quê đâu? Quê Hà Tiên, Kiên Giang. Ở Kiên Giang chị lên đây hả? Dạ. Rồi chị cầm tấm hình trên tay là ai đây? Con gái. Con gái chị là họ tên gì? Lộc Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày mấy mấy chị? Sinh ngày 22 tháng 4 2006. Ngày 6 hả? À, tôi con chị sao mặc cách bỏ nhà đi thì sao? Buổi chiều đó nó xin đi làm rồi em mới nhờ bạn nhắn tin giùm, nó nói là đang ở Châu Đốc. Châu Đốc không? Dạ. Rồi bây giờ có người điện về nó đang ở Sài Gòn nè. Ở Sài Gòn không? Làm tóc, muốn nhà trọ ở quận 12. Rồi có thằng đó nó đưa, nó kêu chuyển tiền, em không có chuyển nhiêu cũng được. Thế cái chuyển tiền là sao? Đưa tài khoản qua, nó kêu chuyển tiền, có nhiêu chuyển hết. Chuyển cho ai? Ai chuyển cho ai? Nó con gái, nó đưa cái tài khoản thằng đó đó, kêu chuyển tiền cho thằng đó. Là con chị chuyển cho thanh niên đó? Dạ, mẹ không có chuyển. À. Thanh niên nó có yêu đương gì con chị không? Nó quen trên mạng, rồi bỏ nhà đi ngồi 4 giờ chiều. Phải không? Dạ. Dạ. Ô trời ơi. Rồi giờ nó nói nó đang ở quận 12 đó, mà nó không cho biết chỗ. Không nhiều cái chỗ đó. Luôn. Dạ. Yeah. Bây giờ con chị bỏ nhà đi hoặc mất tích lâu chưa? Ủa 16 đó, 16 dưới đó. 16 tháng mấy? 16 tháng 8. Tây là ngày mấy? Nhớ không? Không nữa. Chị nhớ ngày âm lịch không? Ngày người ra đi mà, các cụ mà. Nhá. Yeah. Lịch mình phải tính lịch Tây, ngày âm chỉ tính ngày giỗ, ngày cúng thôi. Tính vậy khó tính lắm. Con gái chị đã từng bỏ nhà đi hoặc đi làm ăn xa bao giờ chưa? Chưa, đợt đó có ba đứa ở Quảng Ngãi vô ngủ đi làm mà em cho làm, rồi nó đi bằng trước rồi nhỏ nó phải đi sau đó, đi sau nó nhắn tin lại nó nói là nó ở Sài Gòn nè, rồi có số điện thoại nhắn tin lại là nó nói đổi tên này đừng có tìm nữa, đổi tên đừng tìm nữa. Dạ, nó nói là đừng có tìm nữa, đặt con nữa, đổi tên rồi. Con chị đi đến giờ phút là khoảng bao nhiêu ngày rồi? Là bữa nay là tháng 8 ngày đó. 8 ngày đúng không? Dạ. Trước khi con chị đi là mang theo những cái gì? Đồ. Đồ gì? Bị đồ. Một bị đồ với hai chiếc cà rá, một đôi bông. Cà rá là cái gì? Hai chiếc nhẫn á. Hai chiếc nhẫn. Dạ. Một đôi bông tai. Dạ. Nhẫn lớn không? Hai chiếc lớn chỉ. À. Mỗi chiếc một chỉ. Dạ. Dạ. Hai chiếc một chỉ. Hai chiếc một chỉ. Chỉ đôi bông năm hân ngự. À. Vậy tổng cộng có hơn chỉ vàng thôi đúng không? Dạ. Có đem theo tiền không? Không, không có tiền. Trong tài khoản. Không luôn. Không luôn. Rồi cái thông tin mà ai là báo tin cho chị là chuyển khoản là sao? Là nhỏ con gái nó kêu chuyển tiền cho nó, là nhắn tin không nghe. Rồi nó chuyển cái số tài khoản của thằng đó qua. Chuyển qua ai? Chuyển qua bên cho chị. Dạ. Cho chị. Dạ. Để chị làm tiền vào đó. Dạ. Chị chuyển chưa? Chưa chuyển. Rồi em đó mới đưa bạn nhắn tin giùm cho điện thoại cho gặp mặt để chuyển. Rồi bắt đầu mất tiêu luôn. Mà tính chuyển nhiêu? Nó có nhiều chuyển, có nhiêu cũng được. Có nhiêu chuyển bao nhiêu? Dạ. Kỳ vậy. Vậy là con chỉ đi là đi bằng phương tiện gì? Đi, nó đi buổi chiều đó. Đi bằng xe gì á? Đi bằng, nó là... Ai chở đi? Buổi chiều đó có cái thằng ở Lợi. Ồ. Chiều có thằng Lợi 2 giờ rưỡi. Rồi bắt đầu hỏi vị tiên đó, nó nói tại nó quýnh lộn. Rồi là 4 giờ nó trốn đi đó. Ồ. Vậy là con chị đã được lên kế hoạch rồi đúng không? Con chị hình không nhầm là có thanh niên, là cái tấm hình này không nhầm có thanh niên là đang cắt tóc hay làm tóc đúng không? Nó đang làm tóc. Con chị thợ làm tóc à? Thằng này đang đi học tóc. Thế còn thanh niên này chơi với con chị? Thanh niên này là quen đó, bạn trai nó đang quen. Bạn trai gì, ba âm binh cô hồn này, bạn trai nó chơi nó quen nó bán không à? Vâng, em nói là bây giờ cho gặp mặt đi, hai đứa về nhà nếu thương về nhà đi. Nó nói là thằng nào mắc làm. Bất kể một thành phần nào đó yêu đương thật hay giả, nhưng đã dụ dỗ con em chúng ta bỏ nhà đi mất tích như thế này mà không liên hệ về nhà là tất cả những người đó không thường, không bình thường đâu.
Còn nếu người ta thực sự người ta muốn thương con mình ấy, hoặc vì lý do là con mình cũng quyết tâm đi ấy, là người ta sẽ tìm cách để liên hệ cho gia đình có đồng ý không, hoặc người ta sẽ báo địa chỉ cho. Đó những người thiệt tình. Còn đây người ta âm thầm rồi, đúng chưa? Gia đình mình đã trình báo cơ quan công an chưa? Có báo rồi, báo nói theo thằng này vậy nên nó không biết. Không biết luôn. Trời ơi, thanh niên này họ tên gì chị biết không? Ngọc Thạch, trên mạng nó tên Ngọc Thạch. Ngọc Thạch, đó. Vậy là người Khmer hả? Hay người Kinh? Không biết nữa. Ngọc Thạch là người Khmer rồi. Vậy là quen ở đâu đấy chị biết không? Không biết, nó quen trên mạng. Nhưng mà theo như chị tìm hiểu này, chị thì biết ở đâu? Không, không biết ở đâu, rồi nó nói đang ở Sài Gòn đó. Rồi em mới điện cái bảng số trên cắt tóc đó. Hỏi nhà chị ơi, đang phải Sài Gòn không? Chị nói không. Thế ở đâu? Cái cúp luôn à. Cúp luôn là chị nào? Cái chị trong tiệm tóc. Sao chị biết tiệm đó? Đăng cái bảng lên, thấy số điện thoại đó. Đăng lên luôn mà, đăng lên. Con chị đi làm tóc trên Sài Gòn lâu chưa? Đi học làm tóc lâu chưa? Không có học, không có quen ai hết trơn á. Không quen ai? Chị mới đi lên đó là nó đang học nghề. Học nghề gì con chị có chia sẻ không? Đăng lên, có đăng lên chụp hình đó. Con chị đăng lên chụp hình không? Con chị trước khi đi là con chị có báo tin là con chị sẽ đi học nghề không? Không, không báo. Trốn luôn? Trốn luôn. Vậy trốn mấy lần rồi? Có lần này giống đi xa. Đấy, trước này con chị thường ở nhà với chị hay làm gì? Ở nhà ở không, không, không làm gì hết. Không làm ăn thì chị nuôi luôn? Nuôi luôn. Ồ. Sinh 2006, năm nay 17 tuổi rưỡi rồi. Sang năm là 18 rồi. Đúng chưa? Dạ. Rồi. Hiện nay thế này thì con chị chắc bị thanh niên nào đó dụ dỗ rồi. Nếu may mắn thì có thể là con chị tỉnh táo, mà đã tỉnh táo thì chắc không đi. Và nếu mà hên thì con chị tới đây sẽ có thông tin. Mà không thì có thể là sau này chị phải nuôi một đứa cháu. Chắc chắn nó sẽ ôm đứa cháu cho chị ấy. Anh em hiệp sĩ Bình Dương trong tháng vừa qua ấy, một tháng liên tiếp tiếp nhận 7 thông tin liền. 8 thông tin, 14 tuổi đẻ con, 15 tuổi, 16 tuổi. Đó, đến giờ phút này các thanh niên bỏ chạy hết rồi. Hy vọng là bé gái này đang ở đâu đó để xem là video đội hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ thì hãy liên hệ cho các chú đội hiệp sĩ Bình Dương hoặc báo tin cho gia đình. Hoặc các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là bé gái này đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, anh em tìm cách để khuyên em gái này quay trở về nhanh nhất, tránh tình trạng mà bị buôn bị bán. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua rất nhiều các thiếu nữ mà đặc biệt là có vẻ mặt là đẹp gái, xinh gái, duyên dáng dễ thương, chúng sẽ mua chuộc hoặc chúng sẽ tìm cách để bán giá rất cao mà có thể đi rất xa, khó có thể chưa quay trở về. Đó, năm ngoái anh em ở Bình Dương đã đến bến xe Bình Định, bến xe khách miền Đông á, chị xem chưa? Cái cuộc giải cứu được hàng bao nhiêu triệu người xem á, giải cứu được hai thiếu nữ chuyển về bán sang Trung Quốc, rồi ra Móng Cái đi ra ngoài Hà Nội đấy, chị xem chưa? Đó, đây là con chị từ trước là chị có nhắc nhở là con chị đừng có đi đâu không? Có nhắc nhở con được đi đâu, người ta dụ con bán. Con chị có nghe không? Không, không nghe. Nước đổ lá khoai đúng không? Dạ. Đó, coi chừng là con chị một sẽ bị bán, bị dụ hoặc phải bắt chuộc, bởi trên 16 tuổi nó sẽ khó hơn những cái bé mà dưới 16 tuổi. Dưới 16 tuổi thì cái hình thức nó khác, trên 16 tuổi thì nó khác. Vì vậy cho nên đây là những cái thiếu nữ này thực sự là ham tiền, muốn trốn gia đình đi chứ không phải yêu đương gì, yêu là chỉ là dụ dỗ thôi. Rồi anh em sẽ tìm cách để giúp con chị quay trở về nhé. Rồi cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thường độ bình an. Dạ. Dạ con xin phép chào chú nhé. Chú có thể chú giới thiệu chú họ tên là gì? Dạ, chú nguyên quán ở đâu? Chú Đồng Nai. Chú nguyên quán Đồng Nai ha. Rồi cho chú, cho con hỏi là chú năm nay nhiêu tuổi vậy chú? Hôm nay 62 tuổi. 62 tuổi à? 1962 rồi. Dạ. Hôm nay chú về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai đây chú? Tìm con trai với lại cháu nội. Con trai cháu nội ha. Chú có thể chú giới thiệu là con trai chú họ tên là gì? Con trai Nguyễn Công Nghĩa. Con trai chú năm nay nhiêu tuổi chú? 30 tuổi, sinh 1993. 1993. Dạ, thế còn cháu của chú là trai gái đây? Trai. Bao nhiêu tháng tuổi chú? 19 tháng rồi. Dạ. Chú cho con biết này, tại sao mà cháu của chú bỏ nhà thì con với cháu bỏ nhà đi vậy? Cái này không biết nguyên nhân, nhưng mà vợ chồng nó hình như là có giận dỗi với nhau. Nên là nó bỏ vợ đi chợ rồi nó con đi. Vợ đi chợ. Trong khi nó đi thì nó lấy cả người tay sinh con gái của nó nên nó lấy đi. Vì tới chừng vợ nó về thì không thấy cha con đâu hết. À. Mà vậy nay là ngày thứ ba rồi. Chú chỉ muốn nhắn gọn là cái chỗ là để mà
nếu mà nhờ bên liệt sĩ Thanh Hải mà tìm kiếm hoặc là đang giúp được để mà mong nó mang đi nhà cháu nội về thôi. Dạ. Yeah. Gia đình làm coi như là bức xúc quá. Đến giờ phút này tự dưng một người con và cháu bỏ nhà đi này, gia đình rất buồn ha. Dạ. Từ hôm con chú mới người cháu này bỏ đi, hai cha con ôm nhau đi này ấy, là con trai của chú có liên hệ cho gia đình không? Nó cắt hết luôn. Bỏ hết thông tin luôn. Con dâu điện qua cho chú bị chú đang làm ở bên ta đó. Nó điện qua cái là cắt đứt liền, là không gọi được. Kể cả gọi Zalo rồi nó cũng chặn hết luôn. Là vợ. Là vợ, là có nghĩa là con dâu của chú báo tin cho chú là con trai là chồng và ôm con bỏ đi. Đúng rồi. Dạ, vì vậy hôm nay chú về đây nhờ anh em miền Bình Dương để tìm. Đến giờ dạ, đến giờ phút này chú đã tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mà hai vợ chồng mà giận dỗi bỏ nhau không? Ôm nhau đi như này không? Nghe nói cũng giận, vợ chồng cũng giận sơ sơ vậy thôi. Ồ. Cũng như chiếc chân lặng. Kinh tế của con trai chú có ổn không chú? Nó cũng đang làm, hai vợ chồng đang làm cho anh vợ nó. Dạ. À, có xưởng làm kỷ niệm ô tô nè. Dạ. Tại vì chồng đang làm cho anh vợ của nó. Nói chung là công việc rất ổn chú. Ổn. Dạ. Bây giờ chắc có thể là giận dỗi nhau là ôm con bỏ đi cho bỏ ghét vậy ấy, hả? Chắc vậy quá. Dạ. Coi như phải mà như nó đi một mình đó thì mình cũng không nói. Chỉ dạ. Tuổi nửa đời người rồi. Còn nó ẩm theo một cháu nội nè. Dạ. Cho nên nội ngoại gì có ai làm gì được, ăn uống gì được đâu. Dạ. Chú có mong muốn là con trai chú quay trở về nhanh nhất có thể không? Chú có điều nào chú chia sẻ thẳng thắn tâm tư nguyện vọng của chú trên video này, hy vọng là con trai chú xem được video này, con trai chú sẽ quay trở về. Thì chú cũng mong muốn là con trai của chú nếu mà có giận dỗi vợ chồng thì cái gì cũng phải thì nói nhau nghe. Còn cháu nội thì nó còn đang bú nữa, đang bú sữa mẹ nữa, cho nên là mong muốn là con về thôi để cho nó thôi. Dạ. Chỉ mong muốn là nó ẵm con về để cho mẹ nó vợ để chăm sóc cho con, chứ có 19 tháng mà ẵm đi về là chẳng biết ở đâu. Nói chung là chú rất xúc động cho nên không nói lên lời đúng không? Dạ. Không ai mong muốn mà con mình trưởng thành có vợ có chồng mà giờ này phút này là ôm nhau bỏ đi này đúng không? Dạ. Thế anh em hiểu chứ, Bình Dương sẽ cố gắng tìm thông tin nhanh nhất có thể để con trai chú quay trở về chú nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây là một trường hợp một người cha đi về đây để cầm hình tầm tìm con. Theo chú chia sẻ thì hiện nay thì công việc của con trai cũng như con dâu thì công việc rất ổn định, nhưng mà vì lý do có thể là xích mích gây lộn gì đó hoặc là buồn chuyện gì đó, và con trai là hiện nay đang giận vợ, giận gia đình và ôm con là ôm cháu bỏ đi. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thanh niên này đang ở đâu thì liên hệ báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Hải Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Nhà chú còn muốn nói điều gì nữa không chú? Chỉ muốn nói là con trai không phải được đấy. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nhà thằng cháu nào về chứ bị nó còn nhỏ lắm. Tội nghiệp nó chúng. Nhà ba đến rồi mà. Nhà mẹ nó đòi nhà hơi ẩm con gì vậy, không đồng biết lý do là sao nữa. Mẹ nó con dâu cũng đâu có làm lụng gì nổi đâu. Không làm gì được, không làm ăn gì được hết. Nói chung tất cả các câu chuyện là giận hay buồn, bất kể cái gì cũng giải có hướng giải quyết. Có hướng giải quyết chứ. Dạ. Hy vọng là thanh niên này nếu em xem được video này, em thương cha mình và đặc biệt là thương vợ, thương con, thương gia đình, em hãy quay trở về nhanh nhất có thể. Bởi vì anh em Bình Dương đăng thông tin này sớm hay muộn thì sẽ biết là thông tin của em. Nhưng mà quan trọng nhất là em phải tự nguyện em quay trở về, hoặc vì lý do nào đó em không về được thì em hãy báo tin hoặc điện thoại cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em cho có cách để hướng dẫn để giúp hoặc tư vấn cho em nhanh nhất có thể. Dạ con cảm ơn cuộc chia sẻ của chú nhé. Dạ chúc chú nhà mạnh khỏe. Dạ. Dạ hy vọng trong những ngày tới thì anh em Bình Dương tìm được cho con trai chú quay trở về chú nhé. Rồi xin chào chú nhé. Dạ.